Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh kiểm tra hoạt động các tổ phòng chống Covid cộng đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo. Người dân gặp khó khăn khi qua phà Đức Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 họp đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, trưởng ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các thành viên ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, thực hiện chỉ thị diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và ban thường vụ tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập được triển khai nghiêm túc, cơ bản đúng tiến độ và kế hoạch. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo diễn tập. Các hạng mục công trình, thao trường phục vụ diễn tập được xây dựng, sửa chữa, cải tạo đúng yêu cầu đề ra. Các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và thường trực ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã thường xuyên đi kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung diễn tập. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tiếp tục đánh giá tiến độ chuẩn bị diễn tập của các tiểu ban, các cơ quan chuyên môn, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp để Vĩnh Phúc tổ chức thành công cuộc diễn tập trong thời gian tới. Sáng nay, huyện ủy Vĩnh Tường tổng kết công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2015-2020, tổng kết 5 năm thực hiện đề án số 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 5 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Tường đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản, chất lượng cán bộ từng bước được nâng lên. Đảng bộ huyện Vĩnh Tường 3 năm liền được tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc sáp nhập, sắp xếp các cơ quan cấp huyện được thực hiện xong trước 1 năm so với quy định. Vĩnh Tường là đơn vị duy nhất trong tỉnh thực hiện việc sáp nhập tổ chức bộ máy cấp xã, các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, xã sau khi sáp nhập đã nhanh chóng đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Việc thực hiện nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về đổi mới và phát triển và nâng cao kinh tế tập thể được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến, phát triển đa dạng, hoạt động trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ký cam kết với tỉnh ủy đến hết quý 3 năm 2021, huyện ủy Vĩnh Tường đã hoàn thành và hoàn thành 6 trên 8 chỉ tiêu được tỉnh ủy giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hải biểu dương những kết quả huyện Vĩnh Tường đạt được trong công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đề án số 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Đồng thời, chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,
phát huy vai trò, gắn trách nhiệm các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, kiểm tra giám sát đảng viên, nhằm gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã đi kiểm tra thực tế hoạt động của các tổ phòng chống COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo. Hiện tại, huyện Tam Đảo có 103 tổ phòng chống COVID cộng đồng với 981 thành viên, theo dõi quản lý trên 24.000 hộ và hơn 83.000 nhân khẩu. Thời gian qua, các tổ phòng chống COVID cộng đồng của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo hoạt động khá hiệu quả. Khi có người đi lao động ngoài tỉnh trở về hoặc có người đến từ các địa phương khác, các thành viên trong tổ phòng chống COVID cộng đồng đều nắm bắt thông tin kịp thời và có mặt ngay để xác minh. Khi cần thiết, sẽ yêu cầu người dân đi khai báo y tế hoặc báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, thị trấn để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra thực tế ở các tổ phòng chống COVID cộng đồng ở xã Yên Dương và thị trấn Đại Đình, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị các tổ phòng chống COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo cần chủ động, quyết liệt nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ vùng xanh an toàn trong các khu dân cư. Trước mắt, khẩn trương triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ người từ các địa phương khác trở về địa phương. Các tổ phòng chống COVID cộng đồng phải thường xuyên nắm bắt tình hình di biến chuyển của người dân qua sổ nhật ký ghi chép hàng ngày, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xây dựng cuộc sống bình thường trong trạng thái phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Tam Đảo phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, quyết liệt vào cuộc trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ phòng chống COVID cộng đồng. Có như vậy mới bảo vệ vùng xanh tại các thôn dân cư, tổ dân phố và xây dựng pháo đài vững chắc trong công tác phòng chống dịch. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin các chuyên đề Đường Hồ Chí Minh trên biển, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần tập trung tuyên truyền trọng tâm về diễn biến, nội dung, kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết quả hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, kết luận số 14 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, tuyên truyền về quy định số 32 năm 2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tuyên truyền một số nội dung quan trọng khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo trên điện thoại, app mobile thông tin tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm bản tin thông tin báo cáo viên, thông tin nội bộ và thông tin công tác tuyên giáo. Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2021. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nghị quyết Trung ương khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả của tỉnh và các địa phương trong 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là quyết tâm duy trì Vĩnh Phúc là vùng xanh trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Chợ truyền thống được xem là một trong những kênh mua sắm quan trọng đối với người dân địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người. Do đó, việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch tại các chợ luôn được các địa phương chú trọng.
Chợ Lầm, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc là một trong những chợ truyền thống luôn sôi động hoạt động trao đổi, mua bán với số lượng người tập trung lớn. Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời sắp xếp, bố trí, đảm bảo giữ khoảng cách giữa các hộ tiểu thương với khách hàng theo quy định. Chúng tôi đã triển khai là thành lập cái ban COVID ở tại chợ. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi thành lập các cái theo cái quy định của Sở Công Thương đã quy định về phòng chống dịch, như là kiểm tra thân nhiệt ở tại cổng chợ, kiểm tra về nước sát khuẩn thường xuyên để cho bà con đến là có nước sát khuẩn. Cái thứ hai nữa là tập trung về kiểm tra ngặt ở tất cả các cổng chợ, và khi cần thiết là có lệnh là chúng tôi sẽ tập trung cho một lối vào và một lối ra. Các sở ngành và chính quyền các địa phương tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng dịch tại các chợ, kiên quyết chấn chỉnh hoạt động không đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời tập trung giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc. Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban tỉnh rất nhiều văn bản để khắc phục cái tình trạng họp chợ không đúng quy định và chợ chưa thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch COVID-19. Điển hình là văn bản số 6698 ngày 7 tháng 8 năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đúng phân cấp phân quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn của địa phương, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ theo đúng các hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan, thực hiện dừng ngay hoạt động đối với các chợ không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch theo đúng các quy định. Chợ truyền thống là nơi thường xuyên tập trung đông người từ nhiều nơi đến mua, bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp và thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Đồng thời, môi trường ở chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, nếu phát hiện các ca bệnh tại chợ, việc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát số người tiếp xúc liên quan gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, siết chặt phòng dịch tại chợ truyền thống là điều mà các cấp, các ngành cần thường xuyên triển khai nhằm duy trì các hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ ngày 31 tháng 7 đến nay, đã qua 60 ngày trên địa bàn tỉnh không có ca mắc trong cộng đồng. Toàn tỉnh có 230 trên 236 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện, 3 người tử vong. Hiện còn 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Số trường hợp F0, 0 trường hợp. Tổng số trường hợp đang giám sát y tế, 81.557 trường hợp. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly, 0 trường hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và thông điệp 5K và 5T của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 5K gồm: 1. Không đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết. 2. Không gặp gỡ tiếp xúc với người lạ, nhất là người tỉnh ngoài đến Vĩnh Phúc. 3. Không vi phạm các quy định phòng chống dịch. 4. Không lơ là, chủ quan coi thường dịch. 5. Không lợi dụng tình hình dịch để trục lợi. 5T gồm: 1. Tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch. 2. Tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà. 3. Tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn. 4. Tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. 5. Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch. Xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống COVID-19 trong ngày 29 tháng 9 năm 2021. Trong ngày hôm nay, 29 tháng 9, lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra nhắc nhở 7 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong ngày, lực lượng công an đã đề nghị xử phạt 12 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 21 triệu đồng, 6 trường hợp về hành vi bỏ khẩu trang không đúng quy định với số tiền 2.050.000 đồng. Tại 9 chốt kiểm soát cấp tỉnh và 24 chốt kiểm soát cấp huyện, lực lượng công an đã chủ trì kiểm tra hơn 21.300 lượt phương tiện, hơn 25.700 lượt người, yêu cầu quay trở lại địa phương 235 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19,
Thấu hiểu và chia sẻ nỗi lo của người dân xa quê khi sống trong những ngày dịch bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt từ bên trong, kiểm soát chặt từ bên ngoài. Đồng thời, hỗ trợ công dân của tỉnh đang sinh sống, học tập, công tác tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về. Theo đó, tổ công tác đón công dân tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, công tác, học tập tại các tỉnh thành phố phía Nam, gọi tắt là tổ công tác, đã làm việc thống nhất với hãng hàng không Bamboo Airways và các cơ quan liên quan. Chuyến bay đầu tiên đón công dân từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương sẽ cất cánh tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào lúc 12 giờ thứ Năm ngày 30 tháng 9 và dự kiến về đến cảng hàng không Nội Bài vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ tối đa các công dân của mình khi gặp khó khăn, tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, con người và các cơ sở cách ly, xét nghiệm, điều trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công dân khi trở về. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và gây nên nhiều hệ lụy nặng nề cho xã hội, tác động lớn đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả kịp thời nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị ảnh hưởng. Các hoạt động du lịch phải tạm dừng trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội, lượng khách sụt giảm, các doanh nghiệp du lịch và nhà hàng, khách sạn gặp khó. Khoảng 95% doanh nghiệp rơi vào tình trạng khách hủy tour, hủy phòng, hủy dịch vụ số lượng lớn, khiến doanh thu toàn ngành sụt giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, cáp treo Tây Thiên của công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng có gần 40 lao động được nhận chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 và quyết định 23. Vừa rồi thì chính phủ đã ban hành cái quyết định số 23 của chính phủ. Bên cạnh đó thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy Vĩnh Phúc để đã quan tâm chia sẻ với doanh nghiệp, và bên chính vì như vậy nên là người lao động, những người mà bị tạm dừng cái hợp đồng lao động trong cái thời gian vừa qua đã được nhận khoản hỗ trợ là 3.710.000 một người cho một số bộ phận cho người lao động ở Cáp Treo Tây Thiên, và những cái chia sẻ đó đã giúp chúng tôi bước đầu vượt qua những khó khăn để có thể phục hồi lại kinh tế. Thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đợt 1, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tam Đảo được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, nuôi con nhỏ với số tiền hơn 330 triệu đồng. Thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định số 23, thì Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thành lập cái tổ công tác để triển khai cái nội dung này. Chúng tôi cũng họp các tổ công tác và họp với các xã, thị trấn để triển khai nội dung này một cách nhanh nhất, với cái tinh thần là đảm bảo để cho người dân được thụ hưởng cái chính sách của Đảng và Nhà nước một cách kịp thời. Việc này thì cũng đã được triển khai hiệu quả đến các xã, thị trấn. Việc kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng được thụ hưởng giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, góp phần phục hồi ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người dân địa phương. Bến phà Đức Bác, huyện Sông Lô nối liền hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Để phòng chống dịch, các phà chỉ được chở 50% số người so với thiết kế, nên xảy ra tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng nay, tại bến phà Đức Bác, lượng công nhân, người lao động có nhu cầu từ tỉnh Vĩnh Phúc sang thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ rất đông. Mặc dù lực lượng chức năng đã phân chia thành các nhóm giãn cách, nhưng mỗi nhóm vẫn có đến cả 100 người chờ lên phà. Đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, lượng công nhân người lao động qua lại giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ rất đông.
Mật độ của mọi người đi là rất là đông nên là đi lên hoặc đi xuống phà cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và sang bên kia cái việc khai báo y tế cũng gặp ùn ứ rất là nhiều. Cũng như là tất cả mọi người dân ở hai bên tỉnh đều rất là mong muốn là có một cái cây cầu để nối giữa hai tỉnh để cái việc đi lại nó được thuận lợi hơn. Giờ cao điểm thì chúng tôi là đợi có nhiều hôm là đấy kéo dài lên tít trên kia mà đợi thì có thể đến hàng nửa tiếng đồng hồ mới đi được qua phà sang để đi sang kia, lại còn phải khai báo y tế các thứ nữa. Đấy. Nên gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Chúng em là công nhân đi làm ấy, gặp rất là nhiều khó khăn. Vì là cấm hết tất cả các đò rồi, chỉ có mỗi hai bến phà chạy thôi. Hàng buổi sáng thì dồn hết tất cả các công nhân ở các công ty đi vào cái giờ cao điểm. Chúng em đi làm là từ 6 rưỡi cho đến 7 rưỡi. Đi lại rất là khó khăn, có khi có những ngày chen chúc lên đến tận tít trên kia, xếp hàng có hôm đi làm muộn hàng tiếng đồng hồ. Sau thời gian dài ngừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hiện nay bến phà Đức Bác do Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc khai thác được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, chỉ được vận chuyển 50% số lượng người theo thiết kế của phà để đảm bảo quy định giãn cách tối thiểu. Hành khách đi phà phải có giấy xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ. Đối với lượng công nhân nó vào cái giờ cao điểm nó ùn ra thì họ tranh trước đi sau đấy, thì cũng gây khó khăn cho cái công tác điều hành phà. Thì những cái giải pháp của tôi thì cũng nếu mà theo cái giãn cách thì chúng tôi xin được Sở Giao thông đồng ý là cũng cho cái luồng xanh để cho riêng chở chuyên chở riêng cho cái công nhân để kịp giờ làm, là phối hợp làm sao để cho người công nhân và dân đi lại cho nó thuận tiện nhất. Thì vào cái giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn phải, tức là để không mất an toàn giao thông, là vẫn phân luồng và cho lên phà vừa đủ để cho công nhân đi làm cho kịp giờ. Được biết, mỗi ngày phà Đức Bác có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại, trong đó có rất đông công nhân từ Vĩnh Phúc sang Phú Thọ làm việc. Để giải quyết tình trạng trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết xây dựng cầu Vĩnh Phú có tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng. Điểm đầu cầu phía Việt Trì kết nối từ đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, xã Đức Bác, huyện sông Lô. Việc đầu tư dự án cầu qua sông Lô tại vị trí bến phà Đức Bác sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, rút ngắn thời gian lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối giao thương, phát triển kinh tế xã hội của vùng. Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Nguyễn Văn Báu có địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Tích Sơn để thực hiện dự án xây dựng công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên. Theo đó, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Báu để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên có diện tích thu hồi là 1.475,4 m², thuộc loại đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt và đất trồng cây hàng năm trên địa bàn phường Liên Bảo. Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên là dự án do nhà nước thu hồi đất. Mặc dù đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Ủy ban Nhân dân phường Liên Bảo và các cơ quan có liên quan nhiều lần thông báo, niêm yết công khai, đến trực tiếp tại nhà, giao thông báo thu hồi đất, tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động để kiểm kê tài sản, đất đai, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, song hộ ông Nguyễn Văn Báu không hợp tác. Tại buổi cưỡng chế, trước sự chứng kiến của đầy đủ các ban ngành đoàn thể và các hộ dân, các cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm bắt buộc trên diện tích đất của hộ ông Nguyễn Văn Báu theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Nguyễn Văn Báu đã hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.